Hello, how are you today? As for me, I'm fine as usual. Thank you. Chào các bạn, hôm nay các bạn khỏe không? Hải Âu thì cũng như thường thôi. Tốt, cảm ơn. Hôm nay chúng ta cộng sổ luôn nha. Cho thanh toán cho nó xong hết cái chia thị của động từ nha. Bữa nay là video đợt ăn tráng miệng, tức là chia thị phần 3 cuối cùng. Hai cái video trước đó, chúng ta đã chia thị động từ rồi nhận diện cái động từ đó nhận diện 12 cái thì đó đó công thức biến thể của động từ theo 12 cái thì nó ra làm sao đó thì chúng ta biết rồi hôm nay chúng ta thêm phần tráng miệng một vài chi tiết cho năm cái thì trong 12 thì này nha trong 12 thì này đó có năm thì chúng ta sẽ xài suốt một năm tới trong các câu sinh hoạt đơn giản thường ngày của chúng ta những câu đơn đó đó coi như là tám chục phần trăm chín phần trăm chúng ta sẽ xài năm cái thì này đó là thì gì thứ nhất thì hiện tại đơn thứ gì quá khứ đơn thứ ba là tương lai đơn đó ba cái thời gian của cái thì và đơn đó đó simple tense đó đòi thêm cái, cái hai cái thì nữa thì hiện tại tiếp diễn và thì hiện tại hoàn thành. Đó là năm cái thì chúng ta sẽ gặp và xài trong đời sống hàng ngày rất là nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì thứ nhất, thì hiện tại đơn. Present simple tense. Thì này chúng ta đã giới thiệu chung trong 12 thì bữa trước rồi. Công thức. Rồi nhớ rồi, bây giờ thêm một vài cái chi tiết nhấn mạnh nữa thì này đó để khi mà chúng ta nói một hành động là một cái sự kiện gì đó mà nó xảy ra có khả năng xảy ra lặp đi lặp lại trong đời sống hàng ngày nha nó là một thói quen nó là một cái nguyên lý gì đó mà nó cứ xảy ra không phải chỉ là chỉ có một lần ngày mai có thể xảy ra nữa đó hoặc là một cái thời khóa biểu một cái gì gì đó hàng ngày đó thì là mình xài hiện tại đơn nói chung là thường thường đó trong cuộc sống chúng ta hết 60% là hiện tại đơn rồi tôi thích ăn cái bánh này tôi thích coi cine tôi thích đi vừa uh, coi quyển sách kia thích lái xe thì cái đó hiện tại đơn còn những cái thời thì kia đó ví dụ như là quá khứ đơn hoặc là tương lai đơn hiện tại tiếp diễn hay là hiện tại hoàn thành là chỉ khi nào chúng ta đặc biệt muốn chỉ ra nha trong cái quá khứ trong tương lai hoặc là ngay thời điểm bây giờ đó mình nhấn mạnh ra hoặc là mình nó trong quá khứ đã xong rồi thì mới xài xài bốn cái thì phổ thông kia nha còn cái thì hiện tại đơn là cái thì phổ thông bậc nhất thường hay xảy ra nhất nha trong năm cái thì đó mà chúng ta thường gặp đó nguyên tắc là những hành động nào thường xảy ra trong hiện tại hàng ngày vì chúng ta đi vô sâu chút xíu nha ví dụ như là thói quen hoặc là cái sự lặp đi lặp lại, hoặc là một cái nguyên lý, một cái lẽ thật nào đó, đó, hoặc là một cái mệnh lệnh, chỉ dẫn, hay là cái thời khóa biểu dần dần. Bây giờ chúng ta vô từng cái trường hợp một. Có một cái ví dụ. Thứ nhất là nói về thói quen, chẳng hạn như là I often drink tea at night. Tôi thường uống trà vào buổi tối. Động từ to drink là động từ chánh, đúng không? Là uống, uống trà đó cái này là chúng ta tôi thường uống trà đó là hàng ngày thôi tôi thường hay uống hôm qua cũng có thể uống ngày hôm nay uống ngày mai hay tuần tới cũng có thể uống tiếp đó là thường thường mỗi uống trà đó là mỗi buổi tối thành ra cái thói quen đó chúng ta xài từ hiện tại hiện tại đơn đơn giản vậy thôi cách chia chúng ta đã dòm vô rồi to drink chia với chủ từ ngôi thứ nhất cái này không phải ngôi thứ ba số ít nha thành ra là nó động từ nó ở nguyên mẫu là drink. rồi trường hợp nữa là khi một hành động đó nó chúng ta cứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống chẳng những hôm qua rồi ngày hôm nay có thể tuần tới lặp đi lặp lại nữa. ví dụ như là we go camping every weekend. chúng tôi cắm trại mỗi cuối tuần. chuyện mà cái động từ chánh ở đây là go là đi đó, uh, go camping nói thêm lại giờ đó thì cái động từ chánh go này nó làm cái gì nó đi cắm trại mà mỗi cuối tuần ta lập đi lặp lại hàng tuần thành ra chúng ta xài thì hiện tại mà hiện tại đơn nha cái cách chia đó chúng ta đã thấy rồi go ở đây đó là nó đi nó chia là với cái chủ từ là we cái này là không phải là ngôi thứ ba số ít thành ra nó ở go nó ở thể nguyên mẫu đúng không? Cho hiện tại đơn nên đó, thì nó là go, we go. Hoặc là trường hợp chúng ta xài một cái nguyên lý, một cái lẽ thật, một cái định lý gì đó mà nó thường xảy ra trong cuộc sống có thể tin cậy được. Ví dụ như là nói mặt trời mọc về hướng đông, từ hướng đông đó, the sun rises in the east. thì đúng thiệt ngày nào mặt trời cũng mọc hướng đâu hết chứ không phải là bữa nay mọc hướng đông rồi ngày mai nó mọc ba hướng tây thì nó khác. Cái này đây là một cái lẽ thật, thật một cái nguyên lý nó thường xảy ra đáng tin cậy. Nói chung là cái gì thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà không phải chỉ có một hai lần quá khứ đó mà nó cứ lặp đi lặp lại thành ra là chúng ta xài hiện tại đơn nha. Trong trường hợp này động từ chánh là rise đúng không? Nó chia theo ngôi thứ ba số ít là the sun là ngôi thứ ba số ít thêm s vô nữa rises hoặc là khi mà mình dùng cái mệnh lệnh nào đó hay mình chỉ dẫn cho một người nào khác ví dụ như là bạn mua thuốc để mở to thuốc ra nó nói là take one pill a day uống mỗi ngày nhiên động từ chánh ở đây là take take là uống là nạp vô đó one pill một viên a day một ngày thì ở đây mặc dầu nó không thấy có chủ từ nhưng mà mình phải hiểu ngầm tức là you take đó, tức là bạn đúng không bạn uống mỗi ngày một viên thành ra cái you đó, đó là ngôi nó là ngôi thứ nhì nó không phải là ngôi thứ ba số ít thành ra là cái you take động từ này đó nó ở cái thể nguyên mẫu đúng như theo công thức của hiện tại đơn nha nó là take tiếp theo mình nói ví dụ như là thời khóa biểu chuyện gì đó thì nó cũng lặp đi lặp lại khi mà vô thời khóa biểu rồi ví dụ như là ca làm của tôi bắt đầu lúc 9 giờ sáng my shift starts at 9 m nó là thời khóa biểu nó lặp đi lặp lại ngày nào cũng dài hết đúng không nó ra nó là thành ra nó xài cái hiện tại đơn chúng ta thấy đó động từ to start là động từ chánh là bắt đầu chia theo chủ từ là my shift ngôi thứ ba số ít thành nó thêm s vô starts đó bây giờ chúng ta dòm vô công thức chung tập lại thêm lần nữa bữa trước chúng ta đã dòm công thức chung của mỗi thì trong 12 cái thì đó rồi cái bảng đó đó bây giờ chúng ta nhắc lại đó thì hiện đại đơn present simple công thức của nó công thức đỏ đỏ trên đầu á đúng không phần đầu đó đó động từ nó biến thể là nó là cái gì đó là hoặc là một cái dạng nguyên thể tức là root root form thể nguyên mẫu của nó hoặc là nó là cái thể ngôi thứ ba số ít third person singular tùy theo chủ từ của nó là cái ngôi nào thì nó chia ra nói chung á là nếu mà ngôi thứ ba số ít á thì cái động từ đó chúng ta thêm s hoặc là es sau cái thể nguyên mẫu của nó nha đó is e, hoặc là s đó màu đỏ đó chẳng hạn như dòm vô sáu cái ví dụ đó he talks anh ta nói đổ không? talk là nguyên 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 thể nguyên mẫu của động từ là nói chuyện đó thêm chữ s vô he moves nguyên thể nó là move di chuyển thêm chữ s vô he plays thằng bé nó chơi đó Play là nguyên thể, nguyên mẫu đúng không? Thêm S vô, màu đỏ đỏ đó. Hoặc là he goes. Anh ta đi. Nguyên thể là go. Rồi bây giờ thêm ES màu đỏ vô. Đúng không? Tại vì ngôi thứ ba số ít. He does. He does. I thì I do. He thì he does. Ngôi thứ ba số ít. Thành ra cái do đó đó. Thêm ES vô. Rồi he pushes it nguyên thể là động từ push là đẩy đẩy cái gì đó push it là đẩy cái vật đó đó thì cái này vì nó là ngôi thứ ba he là ngôi thứ ba số ít thành ra nó thêm es màu đỏ đó, đó vô he pushes it Rồi, chúng ta coi thấy cái phần mà cuối cùng đó, ở dưới đó có một cái ngoại lệ vừa rồi chúng ta mới nhìn thấy đó, là ngôi thứ ba số ít thì hiện tại đơn đó cái động từ hoặc thêm s hoặc thêm es vô nhưng mà cái ngoại lệ của nó là nếu mà cái động từ đó nó mà nó kết thúc bằng chữ y chữ y dài đó chữ y đó nó, mà trước chữ y đó nó là một phụ âm khi đó đó nếu mà biến thể qua ngôi ba số ít đó, thì chữ y nó biến thành cái ies đó như chúng ta thấy đó ies ví dụ như là carry carry là mang mang cái vật gì đi đó chúng ta thấy nó tận cùng bằng y đúng không trước nó nó lại là một phụ âm r r Ông r đúng không thành ra là cái y đó nó ngồi ba số ít nó biến thể ra thành ra là i e màu đỏ đó đó fly cũng vậy đó bay tận cùng bằng y chữ đỏ đó đúng không trước nó lại là một cái phụ âm là đó L đó đó không cần biết phụ âm đó là âm phát âm hay là, là chữ viết gì cũng vậy thì nói chung là vậy đó thì là cái y đó đó ngôi ba số ít nó biến thể nó thành aes màu đỏ đó đó rồi như vậy là chúng ta vừa biết ra cách mà ngôi thứ ba số ít nha của hiện tại đơn chia ra như vậy đó biến thể như vậy thì rất là thông dụng thứ hai trong năm thì đó đó là thì quá khứ đơn chúng ta học cái thì đơn này đó thì nó gồm có quá khứ hiện tại và tương lai nó nó là rất là thông dụng đó quá khứ đơn cũng hay xảy ra đó trong những cái câu đơn chúng ta nói trong đàm thoại hàng ngày cái này thì nó dễ hơn hiện tại đơn nha cách nhận diện đó là nó dễ hơn nhiều lắm tại vì nó chỉ có trong quá khứ thôi đó trong quá khứ đó, nó không phải trong tiền đại tôi nó nói trong quá khứ thì là tôi xài quá khứ đơn thôi mà quá khứ đây phải là quá khứ xác định nha có nghĩa là mình phải chỉ ra ngày hôm qua lúc mấy giờ hoặc là năm ngoái hay gì đó là cái nói nó có cái khoảng thời gian đó đó mà mình chỉ rõ ra ví dụ dụ như là we went to Italy last year chúng tôi đi ý chơi đó, năm ngoái nước ý đó. là ở đây động từ chánh là to go go là đi nhưng bây giờ nó thành đâu we went tại vì sao last year năm ngoái thấy rõ ràng không trong quá khứ mà quá khứ xác định đâu mà nghe có cái thời điểm đó nó là năm ngoái we went chúng ta nhớ lại cách chia thì của cái thì quá khứ đơn past simple tense đúng không past simple tense thì cái động từ đó xài cái thể nào trong cái set năm thể của nó đó, thì nó xài thể quá khứ đúng không? Và cái đơn đó, thể đó go nó biến thành went. We went to Italy last year. Rồi ví dụ thứ hai, I had lunch at 11 a.m. today. Tôi dùng đã dùng bữa ăn trưa đó lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay. Cái này đó, chúng ta dòm thấy Bây giờ lúc mà tôi nói có thể là sau buổi trưa rồi 2 3 giờ chiều gì đó thì tôi mới nói là hồi sáng nay đó lúc 10 11 11 giờ sáng đó tôi đã ăn trưa. Rồi. Đó là một quá khứ một quá khứ xác định, xác định cái thời gian rõ ràng đó nha. Thành ra ở đây chúng ta thấy cái động từ chánh là have have lunch. Đúng không? Là dùng bữa ăn trưa đó. Thì cái này nó nó xài cái thể của nó là cái thể quá khứ. Quá khứ của have là had. I had lunch Thì thông dụng Thứ ba Đó là thì Đơn Tương lai đơn, nó nằm trong tương lai Thì này nó cũng dễ lắm, nó giống như quá khứ vậy đó, đó Nó dễ dàng, nhận diện lắm Cái gì hành động mà mình thấy xảy ra Xảy ra trong tương lai Thì mình khi đó mình xài cái tương lai Mà cái dạng này nó còn dễ hơn là cái quá khứ đó chỉ cái quá khứ đơn đó là trong quá khứ mà phải xác định thời gian nha còn cái future tương lai đơn đó, thì nó không cần biết xác định hay là không xác định gì hết ngày mai ngày mốt năm tới cái gì đó hoặc là không cần biết lúc nào hết later anytime in the future trong tương lai không biết lúc nào hết miễn trong tương lai là tôi xài thì tương lai đơn được rồi ví dụ như là we will go to Italy chúng tôi sẽ đi ý đi chơi đó động từ chánh là go mà cái này nó sẽ đi ý mà nó đâu có nói đâu nó không cần biết là năm sau hay là tháng mấy nữa đúng không sẽ là không phải ngày hôm nay nó sẽ trong tương lai thôi cũng xài là tương lai được thì nó chia cái này công thức đúng theo công thức mà chúng ta đã học đó động từ chánh là go bây giờ cộng thêm chữ will trước đúng không rồi cộng thêm cái thể nguyên mẫu của động từ to go tức là go we will go Ví dụ thứ hai, I will go home later. I will go home later. Tôi sẽ về nhà sau. Ở đây chúng ta cũng thấy cái động từ chánh là go, là đi, không? go, rõ hơn là go home, đi về nhà. Chữ later là sau, sau đó đó. Thành ra nó là tương lai, tương lai không cần biết thời điểm nào hết nó xài tương lai đơn cũng theo công thức là will trước rồi cộng theo go nguyên thể của động từ từ go đó còn có một điểm chúng ta cần phải nói thêm về thì tương lai đơn này future simple tense này cho đến giờ này trong mấy video bữa trước đó với bữa nay đó chúng ta đã học rồi chúng ta học thì tương lai đơn công thức chia của nó ra đó là cái chữ will được cộng với cái lời nguyên mẫu của động từ đó là công thức chánh của thì tương lai đơn này ngoài công thức chánh này ra nó còn một cái công thức trong cái văn nói đàm thoại hàng ngày nữa mà cái thể này chúng ta chỉ nói rất là lướt qua bây giờ thôi nha trong tương lai khi đến khi mà thời điểm thích hợp cần thiết sau khi đã học một số những câu đàm thoại trong đời sống đó, mà đã qua trường hợp này đó, thì chúng ta mới đưa ra cái ngữ pháp về cái này sau đó nha. bây giờ chúng ta chỉ coi như là dòm menu thấy cái món đó thôi mà chưa gọi đang nha. bây giờ dòm trước nha. dòm trước cũng xảy ra trong tương lai thì tương lai đơn mà cái có một cái công thức thứ hai của nó là cái chữ going to, going to trước đó là động từ to be is hoặc là am hoặc là are rồi sau đó cộng với lại going to rồi mới cộng thêm cái nguyên mẫu của động từ chánh vô nữa trong trường hợp này anh ta sẽ gặp tôi chủ nhật này he is going to see me this Sunday chúng ta thấy động từ chánh là see là gặp á see me tức là gặp tôi this Sunday chủ nhật này tới đây đó, trong tương lai tới đây đó. Chúng ta cũng có thể nói bằng cách khác là He will see me this Sunday. Anh ta sẽ gặp tôi chủ nhật này. Cũng là tương lai đơn đồ, will see. Đúng không? Chúng ta biết công thức rồi. Ngoài cái will see, chúng ta có thể thay thế will đó, đó, bằng is going to. Trong trường hợp này đó là chủ tự là he ngôi thứ ba số ít thành ra xài is thay vì là am hay là are nha tại động từ to be nó chia nó bia theo, theo, theo ngôi còn going to là xài là chung hết tất cả các ngôi đều có going to rồi sau đó là see tức là nguyên mẫu của động từ to see đó cái này chúng ta sẽ học chi tiết về cái công thức và những trường hợp của nó trong tương lai khi thời điểm thích hợp nha bữa nay thì chỉ dòm trong menu thấy ở à, đó đại khái có cái món như vậy đó trong mục thì tương lai đơn nha rồi thì thông dụng tiếp theo nữa, thứ tư là thì hiện tại tiếp diễn, present continuous tense. thì này đó, là một cái hành động hay sự kiện nào đó, nó nhấn mạnh vô là nó đang xảy ra trong ngay cái lúc này nè, trong thời điểm hiện tại này. So với lại thì hiện tại đơn, simple present tense, đó, Cả hai cái nó đều nói về trong hiện tại hết á. Nhưng mà cái hiện tại đơn là nói nói chung 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 một cái thói quen chúng tôi thường hay làm cái gì đó. Một cái thời khóa biểu, một cái chân lý nào đó. Hoặc là nói chung tôi thích cái này cái kia. Thì nó xài lên trong đời sống hàng ngày đó là, là hiện tại. Còn hiện tại tiếp diễn này, là nó nhấn mạnh vô nha. Là rõ ràng cái người nói đó mình có chủ ý mình nhấn mạnh là ngay cái lúc này nè. Cái lúc mà tôi đang nói nè nè cái lúc mà anh đang gọi tôi hoặc là anh lò dò anh tới anh rủ tôi đi thì tôi đang ăn hoặc là tôi đang tắm hoặc là tôi đang bận cái gì đó khi đó chúng ta xài thì hiện tại tiếp diễn nha hiện tại tiếp diễn là nó chỉ rõ ra ngay trong cái thời điểm này nha nó rõ hơn là cái hiện tại đơn nữa tùy theo nếu ý mình mà muốn nhấn mạnh thôi ví dụ như là I am eating right now tôi đang ăn ngay bây giờ đây nè chúng ta thấy có thể nói là I eat hiện tại đơn I eat sáng ra tôi ăn ở ngày hôm nay tôi ăn sau đó sau đó tôi đi làm cái gì đó nhưng mà bây giờ I am eating tức là ngay thời điểm này tại vì lúc đó đang xảy ra cái gì, gì, gì khác nữa thì anh kêu tôi anh gọi phone cho tôi hay là cái gì gì thì tôi giờ tôi mắc đang ăn thì mình nhấn mạnh vô mình nói I am eating right now khi đó thành hiện tại tiếp diễn đó thì chúng ta thấy cái công thức đó thì nó cũng chia chúng ta đã biết rồi đó nó xài cái hiện tại phân từ của to eat tức là eating đúng không cái thể đó đó cái thể là present participle của eat là eating trước đó là cái trợ động từ là to be nó chia theo ngôi là am I am he thì he is eating we thì we are eating cái đó là thì thứ tư thì này nó nó cũng rõ ràng ra rồi thì thứ năm thông dụng trong năm tới chúng ta sẽ học thì hiện tại hoàn thành present perfect tense thì này bữa trước chúng ta đã nói rồi thì này nó là nhấn mạnh là một hành động một sự kiện gì đó mà nó đã hoàn thành rồi cái lúc mà tôi nói này nó đã xảy ra xong rồi đó nó xảy ra rồi. Đó là bữa trước chúng ta nói phần lớn là nó như vậy. Bữa nay chúng ta thêm một vài chi tiết là tất cả những trường hợp để mà xài cái thì này nó. Thứ nhất là nó xảy ra một cái hành động đã hoàn thành rồi, tức là nó đã xảy ra trước đó rồi, trước khi mình nói. Đúng không? Nó đã xảy ra trong quá khứ mà mình nhấn mạnh là hiện giờ là nó xong rồi. Thành ra nó không cần biết xảy ra trong quá khứ là cái lúc nào hết. Cái quá khứ nó bất định. Thì nó khác cái quá khứ đơn ở chỗ đó đó. Quá khứ đơn là nói một cái hành động mình trong quá khứ. Ví dụ tôi ăn. Tôi ăn. Ngày hôm qua tôi ăn. I ate yesterday. Nói rõ ra là tôi ăn mà chỉ ra là ngày hôm qua. Hoặc là mấy giờ sáng nay đó. đó Tôi ăn có thời điểm rõ ràng. Còn I have eaten already. Vì chúng ta dòm vô ví dụ là, là, tôi đã ăn xong rồi. Bữa nay anh rủ tôi đi ăn thì sorry, xin lỗi tôi đã ăn xong rồi. Thì khi đó cái ý của người nói nè, chú trọng là cái gì? Không phải là cái lúc thời điểm tôi ăn mấy giờ không cần biết. Mà bây giờ chỉ là cái ý tránh là tôi đã ăn xong rồi. Thành ra giờ anh rủ đi ăn tôi no lắm, tôi không để ăn được. Cho nên không có chỉ rõ tập trung vô cái vấn đề mà ăn mà ăn lúc bấy giờ chỉ biết là lúc này đã ăn xong rồi thôi thành ra là thầy hiện tại hoàn thành đó, present perfect tense nó là để diễn ra một cái hành động sự kỳ gì đã xảy ra rồi trong quá khứ mà quá khứ nó bất định còn nếu mà mình nói xác định ra thì không xài cái thì này được nha thí dụ như là I have mình không thể nói là I have eaten at 11am this morning là không được nha tại mình chỉ ra là lúc 11 giờ sáng tôi hảo eaten thì không thể nói được mà mình chỉ nói để nói là I ate at 11 am nha this morning thì được chứ còn I have eaten thì không thể nói về được trường hợp thứ hai để xài thì hiện đại hoàn thành á, tức là một cái hành động một cái sự kiện gì đó mà nó diễn ra từ quá khứ mà nó vẫn còn xảy ra cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Ví dụ như là He has lived in Italy for five years. Anh ta đã sống, sanh sống ở nước Ý được 5 năm rồi, cho tới bây giờ luôn. Thành ra là khi đó đó mình xài cái has lived. Động từ chánh là lived, là live, to live, không có đi. Đó, nó là nguyên thể của nó, sanh sống, nhưng mà anh ta sống ở Italy mà là cái hành động sống này nó nó diễn ra từ quá khứ 5 năm qua rồi mà diễn tới giờ này luôn. Thành ra mà người Mỹ họ sẽ nói là he has lived là xài hiện tại hoàn thành nha chứ không xài quá khứ đơn được. Họ không nói là he lived in Italy for 5 years không có. Tại vì lived là nói vô cái thời điểm nha. Thí dụ last year he lived in Italy thì được là quá khứ. Nhưng mà để nói một sự tiếp diễn ra đó, từ quá khứ cho đến bây giờ luôn thì phải xài cái hiện tại hoàn thành nha. À. Thành ra mình dòm vô cái công thức đó, đúng không? Nó xài cái gì? Động từ chánh là live. Bây giờ trước đó phải có cái công thức là has. Tại vì chủ từ nó có thứ ba số ít, nó là has. Rồi mới cộng thêm cái past participle của live thì nó thành là lived thêm đi vô đúng không lived đó là quá khứ quá khứ phân từ của to live đó thì nó thành là, là cái thì nó xài như vậy hoặc là mình có thể nói là anh đã sống từ 2020 thì là he has lived in Italy since từ 2020 từ lúc đó trở đi đó, thì nó mình nói khi đó nó từ một cái năm đó nó rõ ràng ra nhưng mà tại vì nó tiếp diễn tới giờ cho nên mình không có xài cái quá khứ đơn được nha rồi còn một điểm nhỏ này đó là cái hiện tại hoàn thành này đó, là nó diễn biến từ quá khứ cho đến bây giờ nhưng mà cho đến bây giờ là hiện tại chung chung nha chung chung giống như là còn bữa trước mà chúng ta lại học cái thì là hoàn thành và tiếp diễn nữa đó thì nó lại còn nhấn mạnh nữa nha nó là từ quá khứ cho đến bây giờ mà ngay tại thời điểm này đó lúc tôi đang nói là nó đang xảy ra khi đó nó mới thêm là cái cái tiếp diễn đó nha nhưng bây giờ chúng ta đã học biết rồi đó I have been eating đó tôi đã ăn từ quá khứ mà rồng đã tới thời điểm này vẫn còn ăn luôn thì khi đó mới xài cái là hoàn thành tiếp diễn còn cái hoàn thành không đó, là mình nói từ quá khứ cho đến bây giờ là nói chung chung cái hiện tại hàng ngày của nó mà không có chỉ rõ ra nha thì đó là do cái ý của người nói thôi. Ok, vậy đó hôm nay chúng ta vừa mới xong phần ăn tráng miệng nha, chỉ ra thêm một số chi tiết nữa của năm thì mà chúng ta sẽ dùng rất nhiều tám chín chục phần trăm luôn của những cái câu nói đơn giản, đàm thoại trong đời sống hàng ngày trong vòng một năm tới. Như Hải Âu nói vì đây không phải là cái kênh học chuyên về ngữ pháp, ngữ pháp cho nên chúng ta chỉ ra là để đầy đủ thôi căn bản để muối vỏ thôi để tập trung vô cái phần mà phục vụ cho những cái câu nói của chúng ta đàm thoại hàng ngày mà nói gãy gọi như một người mỹ có ăn có học đàm hoàng nha chứ không có học râu ria dư thêm trong tương lai từ từ đến lúc nào cần thì móc trong hồ lô ra xài tiếp nữa thêm kiểu pháp nữa sẵn đây thì hải âu cũng nói luôn phương pháp sư phạm một chút xíu nha trong cái sư phạm trong khi mà chúng ta học một ngôn ngữ mới đó thì nó có hai cách một là cách quy nạp hai là cách diễn dịch thế nào là quy nạp quy nạp là có nghĩa là gì nè tôi không cần học nguyên lý gì hết không cần học ngữ pháp gì hết tôi cứ vô từng trường hợp cụ thể mà tôi học thôi thí dụ như là những thằng nhỏ đó nó sanh ra là nó lớn lên nó quá trình nó học tự nhiên đều là như vậy hết á tất cả những thằng nhỏ người mỹ hoặc là thằng mấy thằng nhỏ việt nam mình mà học tiếng việt cũng vậy đó thì nó sao mỗi ngày từ bé đó trong nhà đấu đi học vậy đó thì đó từ hồi mấy tháng tuổi ra là ngày nào cũng nghe ba má anh chị đó, ông bà nội ngoại này kia nó cứ nói cứ nói là từ sáng cho tới tối luôn là những cái từ đó lặp đi lặp lại cơm rồi ăn uống là kia thì nó in trí vô đầu nó không có văn phạm gì hết nha nhưng mà nó nghe nó nghe cả ngàn lần luôn cứ nghe nhập đi lặp lại cứ hệ là người mỹ vậy nó nghe nói là ba má nó nói i eat thì là không có s mà he eats là có s she eats là có s we eat thì không có s nó cứ nghe 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 riết là nghe mấy ngàn lần luôn nghe đồng rã nó cả năm trời luôn thì dần dần nó in tí ở đó mà nó nghe cả ngàn động từ khác nhau luôn tắm rửa cái gì cũng vậy nó nghe từng trường hợp cụ thể đó từng cái ngôi chủ từ một nó nghe nghe ra rồi điếc rồi nó thành nhập tâm thành ra khi nói nó thành phản xạ tự nhiên luôn là nó nghe là, là ai thì ai phải talk đúng không tôi nói i talk nhưng mà he là phải talks là có s chẳng hạn như vậy đó là quá trình học quy nạp thì cái quá trình quy nạp đó đó nó đi từ những cái trường hợp cụ thể hàng ngày nó nghe nó nghe nó nghe rất nhiều lần luôn dần dần trong đầu óc của thằng bé đó đó những đứa nhỏ đó nó hình thành ra một cái quy luật cứ hệ ngôi thứ ba số ít là nó phải thêm s vô tại vì nó nghe cả ngàn động từ rồi cả ngàn câu rồi đó các cái ngôi khác nhau thì nó nhớ thành ra như vậy đó cho nên gặp những cái thằng bạn của nó đó mà không phải người mỹ á mà cứ hễ nói trật cái gì đó Ngồi thứ ba số ít hiện tại mà không có S là nó biết này là thằng này nói trập. Cái đó là nó đi từ quy nạp nha, đi từ những câu cụ thể mà nó thành ra cái quy luật chung. Còn phương pháp thứ hai là ngược lại, là người lớn chúng ta hay xài, tức là đi từ ra công thức chung, nguyên lý chung mà chúng ta áp dụng vô từng cái trường hợp câu cụ thể một. Chúng ta đi ngược lại, ta diễn dịch ra. Phương pháp thứ hai này là Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta đang học này là đủ học Chúng ta học à, uh, cách chia động từ đó nếu mà ngôi thứ ba số ít phải thêm s hoặc thêm es nếu mà tận cùng bằng cái chữ y đó lên thì đại khái vậy đó thì nó được biết thẻ ra chúng ta học cái này là công thức chung thôi trong tương lai khi mà chúng ta đụng vô từng động từ một trong mấy trăm động từ học đó năm tới này, này trong vòng năm tới chúng ta mới áp dụng cái cái điều mà chúng ta nhớ nguyên lý chung này à rồi vô động từ to go to go là he goes là phải thêm es vô đúng không rồi đó là he sleeps thằng bé đang ngủ là phải có s mà i sleep thì không có s chúng ta nhớ công thức đó đó thì chúng ta áp dụng vô thì đó là phương pháp diễn dịch phương pháp quy nạp là phương pháp tự nhiên của bất kỳ một dân tộc nào đứa nhỏ nó lớn lên hồi nhỏ đầu óc nó non nớt thành nó nó không học nguyên lý gì hết á mà nó chỉ vô từng trường hợp cụ thể giờ ba má nói giờ giờ, giờ, giờ. ba nói con này con không cần hiểu gì hết mày cứ nói ra cái câu này nó như vậy không cần hiểu thì nó cứ nằm đồng câu đó đó lát sau qua câu khác nữa thì mày cứ nằm nồng như vậy đó dần dần nó thành cái phản xạ như vậy đó đó cái hay của nó là nó chắc cú vô cùng lắm tuy là nó chậm thiệt mới đầu nó nói ra nó không biết cái nguyên lý ngữ pháp gì hết á nhưng mà nó in trí nằm lòng rồi câu mà nó phải nó học ngày học đêm là suốt mấy năm trời luôn đúng không một hai năm trời mỗi ngày nó hai chục tiếng đồng hồ luôn từ sáng đến tối luôn nó nghe hết ông bà cha mẹ anh em rồi đến lớp mẫu giáo này kia vô thầy cô bạn bè nó nói thành nói y chang thì đó là cái điểm mạnh của nó khi mà nó biết là nó chắc cú lắm còn người lớn mình á Ví dụ chúng ta là học trên kênh kênh này đó thì chúng ta không được như vậy lý do là mình đâu có được sống trong một cái môi trường như là một cái đứa nhỏ mỹ đâu mình đâu có phải là cha mẹ mỹ rồi ông bà đi những người chung quanh mình mỹ hết từ sáng đến tối nghe tiếng mỹ không à mình không được cái mức độ như vậy thành ra là mình mình phải học diễn dịch Chứ nếu mà mình học quy nạp là ok, là tôi cứ học từng câu về đó, không cần biết quy luật gì hết. He talks thì vậy đầu bữa qua sao động từ khác, he sleeps. Khi dạy tiếp tục cho đến 1.000 động từ luôn. Khi đó chắc mình học tới 10 năm cũng chưa hết nữa. Tại vì cái mức độ của mình một tuần mình chỉ học có chừng một tiếng thôi là cao lắm, đúng không? Nhiều khi không tới một tiếng nữa, rồi đi lo đi làm ăn này kia, rồi nói tiếng Việt Nam không? Mà bởi vậy cho nên là mình qua đó, nếu mà để bằng một hai thằng nhỏ bên mỹ nó học trong một năm mà mình học mấy mấy chục năm luôn. Bởi vậy cho nên cho nên trong hải âu mới phải kết hợp vô là trong kênh này đó chúng ta học cách quy nào, đồng thời qua diễn dịch nữa. Điểm mạnh của diễn dịch đó là chúng ta biết được nguyên lý chung, chúng ta lớn rồi học thì biết được thì mình có ý thức đó trong tương lai những chia động từ đó mình nhớ mình áp dụng nhưng mà yếu điểm của nó là vậy nè thứ nhất là nếu mà chúng ta học nguyên lý đó mà chúng ta không có nghiêm túc đó, thì chán lắm nó nhàm chán lắm tại vì tôi đâu biết ớt cháp gì đâu mới vô anh tấn vô họng của tôi nó cả một cái mớ đó rồi giống như là nó xin lỗi ăn là vỏ khoai lang vậy đó thì nó khó nhằn lắm mà nó thấy nó không có gì, gì thích á chừng nào anh dạy tôi câu cụ thể trong đời sống thì tôi mới rõ hơn kết nối được chứ bây giờ tôi không có mượn tượng ra Thành ra yếu điểm của nó là cái đó. Điều thứ hai nữa, yếu điểm là mặc dầu chúng ta có thể học nguyên lý nhưng mà đến khi thực hành á, thì chúng ta lại lười. Không áp dụng vô những động từ mới, những câu chúng ta nói hàng ngày. Trường hợp này đó, đại đa số người Việt Nam sống bên Mỹ và Hải Âu được biết đó. Không, không nắm, nắm nói, nói quả dơ đuổi cả lắm nha. Nhưng mà trong kinh nghiệm riêng của cuộc đời mình, giấy từ trong bà con, bạn bè cho đến những người đồng nghiệp này kia đó mà Việt Nam kể cả những người qua Mỹ này lâu năm rồi nha ba bốn chục năm qua từ năm bảy năm luôn trừ những người sanh ra và lớn lên bên Mỹ này thôi chứ còn nếu mà lớn lên bên Việt Nam rồi qua bên đây đó là bắt đầu thì nhiều khi mình cũng vô trường học họ cũng dạy mình nó cũng dạy mình là những cái ngữ pháp này đó nhưng mà mình ra mình không có thực hành không thực hành Học rồi cho biết vậy thôi Xong rồi gió thoảng qua tay Coi chừng một hai tháng sau là nó Chữ nghĩa nó bay hết luôn Thành ra đó, 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 khi mà nói chuyện với nhau Với người Mỹ Ví dụ như là vô trong hãng họp Hải Âu đã thấy những trường hợp đó rồi Ngay cả cấp kỹ sư này kia Có ăn có học đàng hoàng nha Tốt nghiệp đại học bên Mỹ Mà vô ngồi họp đó, hoặc là Viết ra một cái bản thảo gì đó Gửi cho các ba ngành khác Rồi mình cứ sụp hố qua nha. Đó, uh, nhớ có khi râu ông nọ cắm cầm bà kia hoặc là khi có râu mà khi không có râu đó bởi vậy cho nên nhiều khi cũng nói câu uh, he talk he talk không có s sau mà lá qua qua câu tiếp theo nhớ ra đó he talks đó he eats sau mà sau đó lại qua câu tiếp theo nữa lại đó là, là he sleep là cũng đập thiếu s nữa thành ra nó cứ dài câu nó cứ support thành ra là bởi vậy cho nên nhiều khi những cái người kỹ sư mà người Mỹ họ nghe đó họ cũng bấm bụng cười thầm đó tại vì họ thấy cứ dài ba câu lại sụp hố lần rồi. thành ra là cái 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 đó là một cái yếu điểm của cái trường hợp diễn dịch nếu mà chúng ta không có thực hành một cách nghiêm túc còn nếu mà chúng ta thực hành một cách nghiêm túc thì nó mạnh cho nên là trên kênh này đó hải âu kết hợp hai cái đó đó là vừa quy nạp vừa diễn dịch diễn dịch là chúng ta học những cái ngữ pháp này trước quy nạp là không phải là để học rồi bỏ qua đây dễ học để nhớ như vậy nhưng mà trong tương lai khi mà chúng ta ra mấy trăm động từ đó từng động từ một chúng ta sẽ ra một set của nó chứ không phải chỉ có ra không ví dụ như là to do là làm thì không phải chỉ có do là làm không mà ra một set của nó là do rồi does là ngôi thứ ba số ít rồi did là quá khứ done là quá khứ phân từ doing là hiện tại phân từ là nguyên một set đó đâu để sao mấy trăm đồng từ đều như vậy để chúng ta phải tập đi tập lại để dần dần nó nhơn diễn để khi nói đồng từ chúng ta phải tự động ý thức là phải có thì nó biến thể theo thì và phải biết chia thì đó bởi vậy cho nên là kết vừa kết hợp vừa dưỡng dịch vừa quy nạp là vậy đó rồi ok về bữa nay là chúng ta là sau cái phần tráng miệng này cơ đó rồi cứ từ từ sau cái đợt này đó Hải Âu mới bắt đầu tung ra Trong hồ lô nó bắt đầu tung chữ ra Những cái bánh đầu nết Ngắn ngắn giờ Chỉ có một chữ thôi nha Từ 3 đến 5 phút phụ thêm cho hai cái bữa ăn chánh trong tuần hàng tuần đó Chúng ta sẽ quẳng thêm mấy cái đầu nết Để học mỗi một video ngắn Một từ thôi Động từ những cái quan trọng Hoặc là những từ quan trọng nha rồi, ok, vậy là, xong rồi nha, chúc các bạn một ngày tốt lành, have a good one.